Chào mừng tất cả mọi người đã đến với podcast show Nhâm Nhi Guitar của Nguyễn Minh Cường. Chương trình do TC Multimedia thực hiện, được phát sóng định kỳ hàng tuần trên kênh YouTube của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trong Nhâm Nhi Guitar thì chúng ta sẽ được gặp gỡ rất là nhiều những vị khách mời đặc biệt. Chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện và chắc chắn là không thể thiếu âm nhạc. Xin chào Nguyễn Minh Cường và xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình. Cảm ơn anh Hoàng Hải rất là nhiều. Như em đã giới thiệu thì trong Nhâm Nhi Guitar thì chúng ta sẽ có những câu chuyện, những sự chia sẻ và âm nhạc. Và ngay bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ gửi một món quà âm nhạc đến với tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Tình yêu hai ta rẽ đôi, anh đau buồn lệ tràn khóe môi. Người ơi em hãy nói một lời, vì anh thương em hơn em thương anh. Anh dại khờ sao chẳng biết em vô tình. Nhủ lòng mình phải cố thứ tha, nhưng bây giờ anh mới nhận ra. Rằng đã sai từ lúc đầu. Hy vọng rằng là ở tập phát sóng đầu tiên đã mang đến những cái cảm xúc rất là đặc biệt và mọi người có thể hiểu hơn về podcast show Nhâm Nhi Guitar của Nguyễn Minh Cường. Và ngày hôm nay thì Cường lại tiếp tục mời một nhân vật rất là đặc biệt, phải nói là vô cùng đặc biệt, ấn tượng trong The Masked Singer 2023, Voi Bản Đôn Anh Tú.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay Tú rất là vui khi mà đã được ngồi đây để trò chuyện cùng mọi người qua Nhâm Nhi Guitar cùng anh Cường. Để mở đầu cho một số phát sóng thì luôn luôn sẽ là mời nghệ sĩ một món nước để chúng ta cùng nhau nhâm nhi và trò chuyện cùng nhau. Thì không biết là bình thường anh Tú thích uống cái loại nước nào? Ở đây anh có nha. Không, để tôi xem. Chứ mà có thì chắc là có khoảng tầm 4-5 món gì đấy đúng không? Như hôm anh Hải đúng không? Như hôm anh Bố Gấu đúng không? Đúng rồi. Không được, không tôi được. Phải lựa cái gì nó khó khó không thì... Có à? Dạ, cho em sâm bổ lượng. Sâm bổ... Có luôn á. Có mà. Có. Có luôn hả? Có luôn. Ghê trời. Có luôn. Em nhớ là hôm trước anh Hải là không có nha. Không có, nhưng mà hôm nay có, nhưng mà phải đợi 30 phút để đi mua. Tôi thích trà gừng. Trà gừng à? Đúng vậy. Trà gừng, có luôn. Ồ, cái gì cũng có vậy. Để tôi nghĩ, khán giả nghĩ hộ em cái gì nó khó khó tí. Trà đào cam xả. Trà đào cam xả. Xin lỗi em, có luôn. Có luôn à? Có luôn. Thôi được rồi, em kiếm trà hoa. Được rồi, trà hoa là em rồi. Thật ra thì nãy giờ mấy món kia không có. Cái này nó mới có nè. Và ngày hôm nay thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải thể hiện một bài hát mà anh Cường nói từ nãy đến giờ rồi. Duyên do trời, phận tại ta. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Yeah. Chuyện cơ duyên do trời, còn phận tại chúng ta. Nói yêu nhau một đời mà xa nhau mãi ngàn trùng, chỉ là không còn bên nhau nữa mà lại gieo mình nơi tâm tôi. Biết đến khi nào mới thay lại ánh mặt trời. Vốn cuộc sống đã chẳng bình yên, vậy mà sao duyên phận cũng lận đận, chót lấy tâm can yêu một người không đáng. Lỡ đánh rơi một nhịp yêu thương thôi, anh nhặt vội lên trao ai rồi. Gió cuốn mây hợp thành giông tố, chắn ngang đường chia đường về hai lối. Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá. Chẳng thể đứng lên được nữa, nước mắt rơi cùng với vết mưa. Hỏi trời sao chẳng quấn lấy những vấn vương, bởi em đã quá tuyệt vọng. Vì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết tha. Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá. Chẳng thể đứng lên được nữa, nước mắt rơi cùng với vết mưa. Hỏi trời sao chẳng quấn lấy những vấn vương, bởi em đã quá tuyệt vọng. Vì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết tha. Vì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết tha. Chào chú Cường, cũng như là chào quý vị khán giả của Nhâm Nhi Guitar ngày hôm nay. Con chào chú Cường. Một câu thôi mà trái tim này nó đau quá. Dạ, chú kêu xưng bằng gì chú?
Thôi xưng bằng chú là đúng rồi. Dạ, chú vì, đúng rồi. À, chú là trong nhóm của cô Uyên, cái đi lắc. Con gọi cô Uyên là cô, thì con gọi chú là đúng. Thôi, nhưng hôm nay thì sẵn có cái chương trình này thì mình kêu gọi. Kêu gọi à? Dạ, dạ, thì đây là lần đầu tiên mà hai chú cháu cũng hợp tác với nhau, cho nên là rất là mong quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ và sẽ yêu thích những cái sản phẩm âm nhạc trong tương lai mà hai chú cháu mang đến cho quý vị. Bàn tay buồn thay số kiếp cô liêu, phận duyên lỡ làng đường yêu vỡ tan, xin hỏi ông trời làm sao để lòng vơi bớt thương thì con thương nỡ đâu cách chia đôi đường, bao tố từng cơn ngậm ngùi trong nỗi cô đơn, mùa thu bé bàng rồi đông rét căm, xuân đến xuân về đời mong hết bao mùa xuân. Tiếng cung đàn ai oan buồn nắng chiếu tâm can, tang tích tịch tình tang thời gian như màu thương nhớ. Tiếng cung đàn đã vỡ nỡ sang ngang, đôi mắt hoen bờ cây, lòng buồn thiêu trách ai bây giờ. Đi tiếp con đường,
ngày mai nắng vẫn còn buồn. Một ca sĩ đặc biệt luôn luôn xuất hiện với một cái phong cách rất là đặc biệt. Và ngay đầu chương trình thì ca sĩ Phương Thanh đã mang đến cái ca khúc mà Cường tâm đắc nhất trong sự nghiệp sáng tác của mình, Hoa nở không màu, để dành tặng cho tất cả khán giả. Mọi người ơi, chị Chanh chưa bao giờ lắc đầu với Cường cả, ngay cả chương trình này. Tại vì trong suốt cái quá trình mà Cường may mắn được làm việc với chị Chanh, chị luôn luôn có những cái sự chỉ bảo, dìu dắt và nâng đỡ những người đàn em, không chỉ riêng Cường đâu mà rất là nhiều những nghệ sĩ trẻ nữa, để chúng tôi có thể vững bước trên cái con đường và trên cái đam mê cũng như là những cái dự án riêng của mình. Thế mình biết mình có cái nghiệp về tình cảm thì mình có sợ yêu không à? Có lúc sợ, có lúc không. Vì thời mà gài. Hồi trẻ đó mình không có sợ yêu. Yeah. Tại vì mình chưa hiểu hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà lớn rồi, trải nghiệm xong rồi mình công nhận sợ thiệt. Yeah. Sợ thiệt. Và đã có những lúc Phương Thanh cũng không quen ai. Yeah. Ở ngoài nhìn thấy vậy chứ trong Phương Thanh cũng có. Mà lúc ngoài không nghĩ gì thì ở trong Phương Thanh có người yêu. Yeah. Thì khán giả mà muốn Phương Thanh có người yêu đừng nghĩ gì nữa. Mà cứ nghĩ gặp người này kia là cuối cùng Phương Thanh là không có ai đâu. Yeah. Thì rất sợ yêu. Có thể là có cùng suy nghĩ với chị Phương Thanh, cho nên là nhạc sĩ Hoàng Nhã đã sáng tác một cái ca khúc rất là hay mang tên là Sợ Yêu. Không biết... giấc trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, vì những tổn thương đã làm tim thôi rung động. Sợ những đổi thay bất ngờ, sợ những đam mê dại khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong ta, sợ phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau phù phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu rồi quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Trong tình yêu mà thường tan vỡ bởi sự cố chấp, cố chấp với chính mình mới là quan trọng. Chỉ là em cố chấp luôn âm thầm bước về
phía nắng ấm tình ơi. Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ. Tình yêu đã phai màu như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim hao gầy, hằn lại sâu trong trái tim. Chỉ là nỗi nhớ, đừng mãi sầu, cuộc tình đã lỡ, đã lỡ. Tôi để ý nha, đeo cái cặp bông tai là cái ổ khóa. Dạ, là khóa sao cửa đây? Trái tim. Khóa cửa trái tim hả? Tại sao đây? Một cô gái xinh xắn duyên dáng như vậy mà tại sao lại khóa cửa trái tim? Em khóa tại vì em sợ là em mở cửa ra cũng không có ai vô, nó bị quê. Mình giả bộ khóa đi, mình khóa lại xong rồi mình kêu là tại vì mình còn nhiều việc bận rộn mà không có rảnh mà mở cửa thì nó đỡ quê hơn. Chứ thực ra là em mở cửa lâu lắm á. Mở cửa lâu rồi em mở mấy năm trời luôn. Anh biết là đến một ngày em giật mình, em nói ủa sao nhìn mình nó hơi ghẻ ghẻ ta, sao tự nhiên cứ thấy post Facebook rồi đen ế, rồi post story đồ đó mà cũng không ai rep story gì cả, thấy cứ đăng hoài, thấy cũng hơi xu nha, thấy hơi quải quải, cái nó thôi chắc là mình đóng lại đi chứ mình mở hoài cũng có ai đâu. Ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phai sắc màu. Rơi trước nhà, bỗng sao lòng mình chợt buồn tênh. Tình chúng ta sao bây giờ tựa như là uống. Ngày nào hoa kia vẫn xanh, ngày nào hoa ngát hương trên cành. Cơn gió về, cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi. Theo gió bay, để được bắt kéo về nơi này. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ, nhớ một người mà em luôn yêu. Một tình yêu đã qua nhiều. Ước mong anh được vui nơi ấy, ước mong anh sẽ quên nơi đây. Dù điều ấy quá đắng cay, gió đông sang nỗi nhớ anh ngút ngàn. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ, nhớ một người mà em luôn yêu. Một tình yêu đã quá nhiều. Ước mong anh được vui nơi ấy, ước mong anh sẽ quên nơi này. Dù điều ấy quá đắng cay, gió đông sang nỗi nhớ anh ngút ngàn. Gió đông sang nỗi nhớ anh. Thank you.
Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với podcast show Nhâm Nhi Guitar cùng dạ không phải em, dạ Nguyễn Minh Cường. Giới thiệu giùm thôi, giới thiệu giùm. Cảm ơn. Cảm ơn Lê rất là nhiều. Thật ra cái mà chúng ta cần học nhiều nhất ở trong cái cuộc sống này đó chính là học cách xin lỗi. Đúng không? Uy Lê có nghĩ như vậy không? Dạ. Yeah. Thôi bây giờ thì mình hát luôn. Khó lắm đó. Mình hát luôn. Dạ. Yeah. Cố gắng. Mình hát cái ca khúc Xin Lỗi, yeah, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt. Dạ. Yeah. Uy Lê đã sẵn sàng chưa? Dạ, yeah, ok. Dạ, ok. Em sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng rằng là cái nguồn năng lượng từ giọng hát của founder nhóm Sài Gòn Tếu mang rất là nhiều. Anh lại làm áp lực hơn rồi anh. Đó, cái điều này anh rất là mong muốn luôn. Tại vì nếu như mà anh nhờ một người ca sĩ hát thì anh có thể là mọi người vẫn cảm thấy, khán giả vẫn cảm thấy hay đó. Yeah. Nhưng mà cái nguồn năng lượng trong cái giọng hát đó nó sẽ không có đủ để mang đến một cái điều tích cực, yeah, bằng một diễn viên hài. Mà yeah, diễn viên hài đọc thoại thì theo như anh biết là cái nội tâm rất là sâu sắc. Dạ. Yeah. Truyền tải nha. Dạ, áp lực lần hai. Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông, thân nóng mấp trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi chẳng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời ra. Có người đi thật xa chẳng trở về. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đang ra phải vui thế mà. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đang ra phải vui thế. Nhâm Nhi Guitar đã bắt cóc được một nhân vật khách mời rất là đặc biệt, một chú rể siêu hot của năm 2023. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên ca sĩ Jin Tuấn Kiệt. Hello, Jin Kiệt xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Nhâm Nhi Guitar của Nguyễn Minh Cường. Yeah. Có hai cái điều á, đúng không? Quy tắc đúng không? Quy tắc á, đó là một là gì nè? Trả bài nè. Một là vợ luôn luôn đúng. Điều hai là nếu vợ sai xem lại điều 1. Thuộc bài, thuộc bài. Hội nghiện vợ mà mọi người ơi.
anh đã nói sẽ mãi yêu em, anh đã hứa sẽ mãi bên em, anh sẽ nắm chặt đôi tay của em. Trăng vẫn sáng ở tít trên trời, em vẫn sáng ở mãi trong đời anh, người con gái tuyệt vời. Em ơi, anh rất muốn cùng em dòng trời khắp phương trời, chỉ chúng ta mà thôi. Em ơi, anh rất muốn cùng em phiêu lưu cả cuộc đời, chẳng mang thời gian trôi. Hay là mình trốn cùng với nhau, đi thật xa đến nơi đâu, nơi đó là hạnh phúc. Em chỉ cần biết yêu và yêu anh, còn cả thế giới xung quanh hãy cứ để anh lo. Tay này hãy đến đây chạm tay này, cùng đắm say hoàng hôn này, rồi tính đến chuyện sau này. Môi này hãy đến đây chạm môi này, để thấy hương vị tình yêu tuyệt vời bao nhiêu. Em ơi, anh rất muốn cùng em dòng trời khắp phương trời, chỉ chúng ta mà thôi. Em ơi, anh rất muốn cùng em phiêu lưu cả cuộc đời, chẳng mang thời gian trôi. Hay là mình trốn cùng với nhau, đi thật xa đến nơi đâu, nơi đó là hạnh phúc. Em chỉ cần biết yêu và yêu anh, còn cả thế giới xung quanh hãy cứ để anh lo. Tay này hãy đến đây chạm tay này, cùng đắm say hoàng hôn này, rồi tính đến chuyện sau này. Môi này hãy đến đây chạm môi này, để thấy hương vị tình yêu tuyệt vời bao nhiêu. Em mà anh muốn yêu em tới xa, anh muốn em là bông hoa của cuộc đời. Xin anh. Nếu như nói năm 2023 là một năm thành công rực rỡ của Đông Thiên Đức thì em có thấy chính xác không? Dạ không. Không luôn. Chưa. Tại vì thật sự là khóa Ly Biệt là nằm ngoài dự tính của em. Đúng. Thì bây giờ anh đối với Đông Thiên Đức cũng vậy. Anh rất là vui. Vui tại vì giới nhạc sĩ xuất hiện một cái tên Đông Thiên Đức sáng tác rất là hay. Nhưng mà anh có thể khẳng định với Đức nha, Lâm rất giỏi. Em biết mà. Cho nên rằng là bất kể một cái bài toán khó nào, dù là một cái bài hát cực kỳ khó, Lâm cũng sẽ hát được. Cho nên là hãy cứ giúp anh để cho Lâm phá đi cái lớp an toàn đó. Cơm đoàn viên, một cái tên thôi cũng đã đủ làm cho khán giả hiểu được cái quý giá nhất của một dịp Tết, đó là gia đình. Tết này không như Tết qua, con đi làm xa
con không ở nhà. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cơm mẹ thôi, canh xào khổ quá. Ây à, ây ơi, ây à, nhớ nơi ấy lắm. Ây à, ấy ơi, chốn này rộn ra pháo hoa, mà cô đơn là chẳng bằng nhà ta. Thành phố đơn, tê đơn càng cô đơn, chỉ bốn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe đằng sân kết trường, tên đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngờ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Thành phố lớn, thế đến càng cô đơn, kẻ bon ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe đàn xuân kể chuyện, tên ông đầy bữa cơm nghèo đón viên. Ngờ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến chương trình một gương mặt là đại diện cho một thế hệ ca sĩ thực lực của V-pop. Xin được trân trọng giới thiệu nam ca sĩ Quốc Thiền. Trời ơi, hello Cường. Nó đại diện có cái là mình mừng quá, bảo chứ đại diện nhãn hàng gì. Đại diện cho một thế hệ không, mình không dám như thế. Thiên chỉ là quán quân Việt Nam Idol, nhưng mà thực để nói mà đại diện một thế hệ thì cũng hơi over quá với Thiên. Thiên chỉ muốn rằng là mình có được cái sự phát triển mỗi ngày để những cái người đàn em của mình, những ca sĩ mới vào nghề, những người cũng có những cái giải thưởng như Thiên sẽ thấy được cái niềm cảm nguồn cảm hứng đó để phát triển mỗi ngày thôi, chứ còn để mà đại diện hay là một cái vị trí nào đấy thì Thiên nghĩ là Thiên không dám nhận. 5-10 năm nữa anh xin hát lại bài này. Bây giờ anh hát thoải mái luôn. Lúc đấy anh sẽ là ca sĩ trẻ. Anh rồi. Hát cho tới năm anh 80 tuổi luôn cũng được. Lúc đấy anh sẽ là ca sĩ trẻ. Vâng. Hát tại bài Hoa Nở Cùng Màu. Không thì bây giờ ngay tại không gian của Nhâm Nhi Guitar thôi. Hát luôn. Một phiên bản Hoa Nở Không Màu của Quốc Thiên. Okay. Và rõ ràng mọi người ơi, đáng lẽ ra ngay từ đầu nó đã là của Quốc Thiên, nhưng cái số phận nó lại đưa đẩy. Thì cái này thôi mình sẽ chấm dứt ở đây, mình sẽ không nói tới nữa. Bây giờ mình sẽ chỉ biết là tương lai anh Quốc Thiên sẽ có tiếp tục những cái sức sống riêng. Anh Quốc Thiên cũng có những vẫn cái đợi bài hát của Nguyễn Minh Cường chứ, đúng không? Chắc chắn. Vâng. Và ngay bây giờ thì Hoa Nở Không Màu với giọng ca của Quốc Thiên ạ. Xin phép hoài lòng nhé. Cuộc tình đã lỡ chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng tìm về ký ức
cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hoang ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim ao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người đứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Chỉ là anh cố chấp luôn âm thầm bước về phía nắng ấm tìm em, thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ. Giờ đây chúng ta là hai người đứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình, tự mình ôm lấy tổn thương riêng.
vừa rồi là Cà phê đắng và mưa, một cái ca khúc rất là nổi tiếng của ca sĩ Thanh Ngọc qua phần hỗ trợ của nghệ sĩ guitar Trần Việt Dương. Và xin được chào đón tất cả mọi người đã quay trở lại với Nhâm Nhi Guitar, một podcast show của Nguyễn Minh Cường. Và sau khi cái màn trình diễn này thì em có một cái món quà để tặng đến chị. Chị đợi em tí nha. Chưa gì hết mà có quà liền, thích quá vậy ta. Hôm nay nhân ngày 8 tháng 3 rất là cảm ơn chị Thanh Ngọc đã dành thời gian đến với chương trình của em. Cho nên là có một cái bó hoa gửi tặng chị Thanh Ngọc. Em chào anh Cường, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nhâm Nhi Guitar. Riêng Quang Trung thì anh có chuẩn bị một cái loại, để một cái loại nước uống để chúng ta có thể nhâm nhi cùng nhau. Đó là whisky. Có ngại không? Anh. Có ngại không? Dạ không, em thấy rất là vui lòng. Vui lòng. Em rất sẵn sàng ạ. Mà em không biết tại sao em cứ sáng thức dậy là em đã khóc rồi. Xong rồi tối trước khi ngủ thì em cũng nằm đó, nước mắt em cứ chảy cả hai con mắt luôn, cả hai hàng nó cứ chảy xuống cái gối em vậy đó. Và em khóc liên tục trong vòng 4-5 tháng trời. Thì em làm gì em cũng khóc hết. Em ăn cơm em cũng khóc, em coi phim hài em cũng khóc. Nói chung là bất kể cái gì xảy ra trong cuộc sống em vẫn sống bình thường như con người thôi anh. Nhưng mà em khóc. Kèm với đó là nước mắt. Thì nó càng ngày nó càng làm cho em mệt mỏi lắm. Và em tự hỏi là tại sao em lại sinh ra trên đời này để được cảm nhận những cái nỗi đau này, để làm gì? Và nếu như em là một con người được ông trời sinh ra trên đời này để em cảm nhận những cái điều này thì nó quá nặng nề với em, và em cảm thấy em bị vô dụng. Nhưng mà sáng nào em thức dậy em cũng chỉ khóc thôi. Và nó kéo dài gần nửa năm trời, ngày nào cũng vậy. Em cảm thấy là bản thân em là một con người quá vô dụng, không làm được cái gì ngoài chuyện sinh ra rồi đau khổ rồi khóc hết. Thì lúc đó bài Cơn Mơ Mùa Đông của anh viết nó đến với em. Từ cái lúc mà mình nói với nhau về bài hát đó đó anh. Xong rồi cho tới khi mình nói về bản phối, và cho tới khi mà có bản phối, thì cái giây đầu tiên với tiếng kèn ở trong bản phối nó vang lên là em đã khóc rồi. Và em lại khóc liên tục bắt đầu khóc lại tiếp, và khóc nhiều hơn khi mà em nghe bài hát đó và em tập luyện bài hát đó. Em cứ lúc nào em nghe tới bài hát đó em cũng khóc đó anh Cường. Khóc rất là nhiều anh Cường. Anh nhớ lúc đó Trung chia sẻ với anh là khi Trung nghe cái bài hát này, Trung có một cái cảm giác gì đó. Dạ. Một cái cảm giác gì đó khó tả. Thì lúc đó anh vẫn chưa hiểu, bây giờ thì anh mới hiểu. Và em khóc rất nhiều. Xong rồi em rất thích bài hát đó, nó rất là hay. Và em khóc hoài, em cứ nghe và em cứ tập hát là em cứ khóc. Xong rồi cho đến khi là hai anh em mình ở phòng thu, mình thu bài đó. Em hát bằng tất cả những gì em có thể thôi, em cảm nhận được. Sau mình bước ra khỏi cửa phòng thu, em vừa mới ra bàn máy em gặp anh. Là tất cả mọi thứ tan biến anh Cường. Tất cả những cảm giác mà nó đè nén ở trong lòng em nửa năm trời đó, nó mất hết. Em không biết tại sao nó mất, giống như là em được rửa sạch luôn á anh Cường. Em cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Em không còn mang bất cứ một cái nỗi buồn nào trong người nữa. Mà tại vì trước đó em có nghĩ là càng ngày nó càng nặng trong người em, và càng ngày nó càng đen tối á. Em sợ là nó ngay cảm thậm mình nghĩ là trời, thậm chí cái điều này nó giết mình á. Thì vậy càng ngày nó càng lớn, và càng ngày nó càng dìm mình xuống. Em quá nặng nề với cái nỗi buồn đó. Sau em hát xong anh Cường, trời em như là sống lại, em như một con người mới luôn anh. Chúc hát đúng không? Xong lúc đó em mới nhận ra cái điều mà anh vừa mới nói hồi nãy về cái sứ mệnh của mình. Rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đợi chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá
vội vàng để lòng đã tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em. Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh mình em bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cành hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Em xin yêu anh trong cơn mơ, người hãy đến dù là giấc mơ. Dẫu biết qua ngày thơ mà lòng vẫn từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ. Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Góc phố vắng anh mình em bơ vơ. Bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa. Để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cành hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Như cành hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại. Sang đông
ký ức buồn lặng lẽ chìm trong màn sương. Tình yêu giờ đã mãi xa, vườn hồng còn chưa nở hoa. Từ nay đôi ta hóa xa lạ, lướt qua nhau tựa người dưng vội vã. Từ sâu tận trong trái tim, từng nhịp như chưa muốn quên. Đôi bàn tay níu giữ lại nỗi vân vương, nỗi nhớ thương, nỗi ngây dại. Có nỗi buồn ghé qua, chất chứa khoảng trời thanh xuân. Nỗi vương vấn cứ mãi không ngừng. Buồn ơi, buồn hãy dừng. Và đó là Có nỗi buồn ghé qua với phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải cùng sự hỗ trợ của guitarist Trần Việt Dương. Có nỗi buồn ghé qua và có bố gấu Hoàng Hải đã đến với Nhâm Nhi Guitar của Nguyễn Minh Cường. Yeah. Có nỗi buồn ghé qua có thể là một ca khúc gây tiếc nuối dành cho khán giả của anh, yêu mến giọng hát của anh. Tại vì trong cái đêm mà mình debut cái ca khúc này cũng chính là cái đêm mà anh phải tháo cái mặt nạ, tháo lộ cái mặt mascot ra, lộ mặt, đúng không? Để lại cho khán giả rất là nhiều tiếc nuối. Xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời, để lại một đời vẫn vương, cả một trời nhớ thương. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời, để lại một đời vẫn vương.
cả một trời nhớ thương, để lại một đời vấn vương, cả một trời thương nhớ. Và Cả Một Trời Thương Nhớ, một phiên bản rất là cảm xúc của anh Tú, cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của podcast show Nhâm Nhi Guitar lần này. Rất là cảm ơn anh Tú. Và bây giờ anh nói nha, nếu như mà anh Tú thật sự có tình cảm đặc biệt với Cả Một Trời Thương Nhớ thì anh cấp phép cho đi biểu diễn thoải mái luôn. À, quản lý ơi, trợ lý, nốt cho anh cái. Không, cái này là phát sóng, mình đã phát sóng mà công chúng đã là cũng thấy được điều này rồi, là nhân chứng cho cái câu nói này rồi. Rồi bây giờ khán giả các bạn nhớ nhân chứng cho Tú cái việc này nhá. Chứ bây giờ mà Tú đi hát xong cái mình đứng trên sân khấu xong rồi có vấn đề gì là mệt đã. Không có đâu. Có khán giả là cứu em rồi. Em có khán giả rồi anh Cường rồi, ạ. Không, anh là người nói mà. Rồi ok, được. Đó là tình cảm của anh dành cho giọng hát của anh Tú. Rồi ok. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lơ làng. Tiếc một đời sơ sát, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia úa tàn. Thương số kia bé bàng rồi cứ trái mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian vội phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi gió mình. Tất cả là thiên ý, nên tình đành phải dỡ ra. Tiền mang theo kỷ niệm, thêm bao nhiêu nỗi niềm,
theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đây con tim. Xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đây con và đó là Buồn Làm Chi Em Ơi, Hồ Văn Cường. Ngon à, được nha. Bây giờ tự tin hơn chưa? À, dạ cũng hơi hơi thôi. Yeah. À, thật ra lúc trước á, cô Uyên có nói chuyện với chú, có nói rằng là Cường ơi, em xem em có lúc nào em viết cho Hồ Văn Cường một vài bài, tại vì Cường hát hay lắm. Thì cái việc hát hay á, thì chú biết rồi. Nhưng mà cái nguyên tắc mà làm việc của chú á, là phải tiếp xúc, phải hiểu về giọng hát nhiều và phải nói chung là sẽ có sự đồng điệu trong cảm xúc. Thì chú mới viết được một cái ca khúc mà nó thực sự gọi là Donny đóng giày cho người ca sĩ. Cho đến... Hôm nay là tháng mấy em nhớ anh, một phiên bản hoàn toàn đúng lời mọi người ạ.
Hôm nay cho chị chia sẻ một chút xíu á là dạ. Sau cái lần mà hỏi Cường á, để chị hát cái bài hát này ở trên sân khấu ở Đà Lạt á, thì sau đó những chương trình sau ở các phòng trà thì chị cũng có hát cái bài hát này. Và mỗi lần mà hát bài này á, biết Ngọc nói điều gì với khán giả không? Dạ, sao ạ? Nói là mỗi lần mà hát cái bài này á, Ngọc cảm thấy á, là hơi bất hiếu với ba mẹ. Tại vì ba mẹ sinh mình ra, yêu thương nuôi nấng mình, mà bây giờ 12 tháng, tháng nào cũng nhớ trai hết trơn. Hiểu không? Trời ơi. Thiệt mà. Trời ơi, cái gì vậy? Tháng nào cũng nhớ trai hết trơn, ngày nào cũng nhớ trai hết trơn. Ba mẹ nuôi cho ăn học cho khôn lớn đi. Suốt ngày chỉ biết nhớ trai. Trời sao tự nhiên em đang deep luôn, em đang rất là ôi sao tự nhiên chị lại thấy có bất hiếu với ba mẹ. Ủa mình cảm thấy mình làm gì sai ta, cái bài hát của mình có gì sai? Trời đất ơi, chị Thanh Ngọc ơi. Một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lại, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tắt, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hỡi, để lại một đời vẫn vương, cả một trời nhớ thương. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hỡi, để lại một đời vẫn vương, cả một trời nhớ thương. Để lại một đời vẫn vương, cả một trời nhớ thường thì theo kịch bản thì anh sẽ phải giới thiệu lại ca khúc, cảm ơn ca sĩ và cảm ơn guitarist Trần Việt Dương. Nhưng mà đang trong cái cảm xúc như thế này thì chấm điểm luôn. Xứng đáng được một ly rượu. Trời đất ơi, nếu mà biết vậy thì em xin hát lời. Để được hai ly. Vậy là xong rồi chứ. Ôi sao nhanh dữ. Không phải nhanh mà là mình ngắn gọn xúc tích như vậy thôi. Để
giữ lửa lại để sau này mình làm nhiều cái hơn ha. Hay là có muốn nói thêm, chú nói thêm cho. Được rồi. Nói như đây con đã bí văn rồi đó. Bí văn rồi phải không? Ok.